Xin chào tất cả các bác chị và các bạn. Ở nội dung video hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái vấn đề là chúng ta sẽ phòng chống cái bệnh gì cho cái cây hoa hồng vào mùa hè. Rất nhiều các anh chị có yêu cầu em làm cái video hướng dẫn các anh chị bón phân cho hoa hồng vào mùa hè. Tuy nhiên em thấy cái video đó nó chưa thuộc cái dạng là quan trọng nhất. Bởi vì đối với em chăm sóc cái cây hoa hồng ấy, bón phân nó không phải là cái quan trọng nhất các anh chị. Mà quan trọng nhất đối với cây hoa hồng của em đó là không bao giờ được để nó bị mắc bệnh. Nếu cây hoa hồng không bị bệnh thì các anh chị chăm bón rất là ít thôi, cây hoa hồng nó vẫn sinh trưởng phát triển được. Tuy nhiên nếu cây mà bị bệnh thì các anh chị bón phân rất vất vả mà cây nó vẫn không thể phát triển được. Vì vậy là khi chăm sóc hoa hồng là đối với em là cái tiêu chí là phòng bệnh cho cây là hàng đầu các anh chị. Sau đó mới tính đến chuyện là cho cây ăn gì và bón gì cho cây. Vậy thì cây hoa hồng các anh chị nó rất nhiều bệnh. Tuy nhiên ý là nó có 4 cái bệnh mà em đã chia sẻ cho các anh chị trước đây rồi. Đó là cái bệnh bọ trĩ này, bệnh lấm này, bệnh dẹp sáp và bệnh nhện. Ngoài ra nó còn rất nhiều các bệnh khác. Tuy nhiên là các anh chị chỉ cần quan tâm đến 4 cái bệnh đó thôi. Bởi vì là 4 cái bệnh đó là 4 cái bệnh nó khó xử lý nhất. Đấy, và nó khó chữa nhất. Còn những cái bệnh khác thì xử lý nó rất dễ. Vì vậy là cô bác anh chị cần phải phòng 4 cái bệnh đó. Cái mùa nào cô bác chị cũng phải phòng. Tuy nhiên mùa hè thì do là cái nhiệt độ nắng nóng, vì vậy là cây hoa hồng chúng ta nó dễ mắc bệnh hơn. Thì hiện nay là thời tiết ở chỗ em nó đang mát mẻ rồi. Bởi vì là theo dự báo thời tiết là sang tuần này là nó sẽ chuyển mưa cô bác anh chị. Nó mưa một tuần. Vì vậy là các anh chị chăm sóc hoa là các anh chị cần theo dõi thời tiết. Bởi vì là nếu các anh chị không theo dõi mà không phun thuốc kịp, giả sử em mà không phun thuốc kịp vào ngày hôm nay ấy, thì sang tuần nó mưa là không thể nào phun thuốc được. Và sau khi hết mưa thì cây chúng ta nó bệnh rất nhiều. Vì vậy là bây giờ là em phải phun lấm này, rồi các loại thuốc phòng bệnh cho cây. Vậy thì vẫn là ở trong cái bộ combo từ khi mà em đăng tải các video hướng dẫn các anh chị chúng ta chăm sóc hoa hồng thì em luôn có một cái bộ combo chăm sóc hoa và em đã chia sẻ cho các anh chị rất nhiều lần rồi. Nếu các anh chị nào mà đã chăm sóc hoa theo phương pháp của em thì các anh chị lên tìm và mua cái bộ combo đó. Những cái sản phẩm mà trong cái bộ combo đó thì em chia sẻ cho các anh chị thì rất dễ tìm mua ở trên mạng, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử. Em không có giấu các sản phẩm đó, nó không phải là sản phẩm độc quyền các anh chị nhé. Những cái sản phẩm này nó rất dễ tìm bởi vì nó rất phổ thông trong cái giới chơi hoa, không riêng gì về hoa hồng các anh chị nhé. Hoa lan hay là hoa trà hay các kiểu thì nó cũng rất là phổ biến, vì vậy các anh chị rất dễ tìm. Thế còn nếu các anh chị nào mà không mua được hoặc là khó gom cái bộ combo này thì các anh chị có thể liên hệ với em qua cái số Zalo, em sẽ hỗ trợ các anh chị. Vừa rồi thì em có hỗ trợ được khoảng hơn 1.000 các anh chị chúng ta mua được cái bộ combo này. Và em đã hướng dẫn các anh chị sử dụng từng cái sản phẩm trong cái bộ combo này để phục hồi cây hoa hồng. Và hiện nay trên cái nhóm Facebook chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa hồng ấy, mà em lập ra ấy, thì hiện nay mỗi ngày nó có khoảng gần 1.000 cái bài đăng các anh chị khoe về cái hoa. Các anh chị phục hồi rất tốt và cái nhóm đó hiện nay có thể nói là cái độ tương tác là đứng đầu ở Việt Nam mình hiện nay các anh chị. Riêng về chăm sóc hoa. Nên các anh chị nào chưa biết cái nhóm đó thì các anh chị có thể qua tham gia cái nhóm đó. Bởi vì là cái đặc thù của Facebook là nó cho chúng ta đăng cái hình ảnh của cây. Vì vậy là cái việc bắt bệnh và hướng dẫn các anh chị sử dụng thuốc hoặc là phân bón nó rất dễ. Trên YouTube này thì nó không cho đăng ảnh các anh chị. Nhiều khi các anh chị hỏi rất khó để giúp các anh chị xử lý cái cây của mình. Vì vậy em đã phải lập riêng một cái nhóm Facebook đó và có cả các số Zalo của em. Vì vậy các anh chị nào mà có vấn đề về cây, các anh chị có thể gửi hình ảnh cây của các anh chị vào cái nhóm Zalo và nhóm Facebook hoặc là số Zalo của em sẽ hỗ trợ cho anh chị. Thế còn các anh chị bắt buộc khi mà các anh chị chăm hoa theo phương pháp của em thì các anh chị phải mua được cái bộ combo này. Bởi vì khi các anh chị hỏi là em sẽ dùng chính cái bộ combo đó em hướng dẫn các anh chị chúng ta chữa. Ví dụ như bọ trĩ thì em sẽ phối thuốc cho các anh chị. Chứ bây giờ mà bảo các anh chị pha thuốc như vậy nhưng các anh chị lại không biết cái loại thuốc đấy như thế nào thì đúng là thực sự là khó. Đấy, vì vậy em sẽ lưu ý cho các anh chị. Vậy thì cây hôm nay là em sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta phun thuốc phòng bệnh cho cây. Vậy thì bệnh thì rất nhiều, tuy nhiên ý, là các anh chị chỉ cần quan tâm đến 4 cái bệnh chính thôi. Đó là bệnh lấm là bệnh đầu tiên các anh chị nhá. Lấm đối với hoa hồng thì kinh khủng lắm. Vì vậy là cái bệnh lấm là cái bệnh đầu tiên. Vậy thì các anh chị cần phải mua cho em một cái lọ Anvin. Không cần phải quan tâm đến các loại thuốc trên thị trường nhiều làm gì cả. Em dùng loại nào em sẽ chia sẻ cho các anh chị loại đấy và các anh chị tìm mà nó rất dễ mua các anh chị nhé.
Anvin này là trị lấm này, và cái Radian là đặc trị bọ trĩ này. Đấy, Radian là đặc trị bọ trĩ các anh chị nhá. Cái Confidor là để trị rẹp sáp, và cái vua trừ nhện để trị nhện đỏ. Vậy thì các anh chị chỉ cần mua bốn cái loại thuốc này cho em là được. Các anh chị thấy chưa? Nó có rất nhiều bệnh, nhưng mà bốn cái loại thuốc này nó sẽ trị bốn cái bệnh chính và nó trị được tất cả những cái bệnh khác. Nên các anh chị chỉ cần phun thuốc để phòng bốn cái bệnh này thôi thì những cái bệnh khác nó cũng không phát triển nữa. Nó không phát triển được các anh chị. Ví dụ như sâu ăn lá thì Radian nó trị được bọ trĩ thì nó cũng trị luôn được cái sâu ăn lá. Vì vậy các anh chị không quan tâm đến cái con sâu ăn lá đó. Bởi sâu ăn lá rất dễ trị. Khó là khó ở cái con bọ trĩ này, cái con rẹp vảy này, cái lấm này và cái con nhện. Đấy, vì vậy là khi mà phòng bệnh cho cây ở các mùa nói chung và mùa hè nói riêng là các anh chị chỉ cần phòng bốn cái bệnh này cho em. Thoát được bốn cái bệnh này thì cây nó tự khắc nó khỏi các bệnh khác các anh chị nhé. Vậy thì khi phun phòng thì chắc chắn là phải phun phòng bốn cái bệnh này. Vậy thì bây giờ có bốn cái loại này thì bốn cái loại này nó là đặc trị. Tuy nhiên là khi phun phòng nhé các anh chị nhé, em đã chọn thuốc thì không bao giờ em chọn theo kiểu là em pha chung cả bốn cái này, bởi vì là như vậy nó lãng phí và nó không giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì khi phun phòng là có ba anh chị chỉ cần dùng một cái vua trừ nhện này thôi. Cái vua trừ nhện nó rất hay này, nó trị được con nhện đỏ này, con dẹp sáp này và con bọ trĩ. Đấy, tức là nó trị được ba trong bốn cái bệnh phổ biến nhất rồi, khó trị nhất rồi. Vậy thì cô anh chị chỉ cần pha thêm Anvin để trị lấm thôi, bởi vì cái vua trừ nhện này nó không trị được lấm. Vậy thì cô anh chị chỉ cần dùng vua trừ nhện với này Anvin này. Đấy, là sẽ trị được bốn cái bệnh cơ bản nhất trên cái cây hoa hồng. Vì vậy là không mất nhiều chi phí nhá. Cái gói vua trừ nhện này nó có khối lượng là 35g. Hiện nay em đang hỗ trợ các anh chị mua nằm với 15.000. Đấy, 15.000 thì họ khuyến cáo sử dụng ở đây là từ 35g cho 20 lít nước. Thì cái bình con ong vàng này của em nó là 16 lít các anh chị. Vậy thì em chỉ dùng có khoảng 28g. Tức là cứ lấy 35g mà chia cho 20 lít thì nó sẽ được khoảng 1,75g cho 1 lít. Vậy thì với bình 16 lít của em này thì chỉ hết khoảng 30g thôi, 28g. Thì em sẽ lấy chẵn là 30g cho nó dễ cân các anh chị. Đấy. Vậy thì mỗi một cái bình này của em thì sẽ mất khoảng 13.000. Không hết cái gói này 15.000, nhưng mà không hết chỉ hết khoảng 13.000 thôi. Để trị nhện, dẹp và bọ trĩ. Với lại khoảng 20ml cái Anvin này thì nó mất khoảng 10.000 nữa các anh chị. Cái lọ Anvin này là 35.000 các anh chị. 35.100ml các anh chị nhá. Đấy thì nó sẽ hết khoảng là 10.000. 10.000 với lại 13.000 là 23.000. Với lại thêm thấm sâu để tăng hiệu quả. Nếu có thấm sâu thì em có thể giảm cái liều Anvin này xuống và giảm cái liều nhện này xuống, tức là em chỉ lấy khoảng 20g nhện thôi. Và khoảng 15ml Anvin. Tức là em sẽ không phun với cái liều như khuyên cáo, bởi vì là khi kết hợp với thấm sâu ấy, là thấm sâu nó sẽ giúp cây hấp thụ thuốc với công suất là tăng lên khoảng từ 15 cho đến 65% các anh chị. Tức là nó hấp thụ gần như là tuyệt đối. Vì vậy là khi kết hợp vào thấm sâu thì phun sẽ tiết kiệm rất nhiều. Vậy thì thêm thấm sâu vào nữa thì một cái bình này các anh chị này, một cái bình này nó sẽ mất khoảng gần 25.000. 25.000 một cái bình này, mà em sẽ phun cái bình 16 lít này sẽ phun cho khoảng 100 chậu. 100 chậu hoa của em nó sẽ mất một cái bình 16 lít này. Đấy nhá. Đấy, tức là 12.000 vua trừ nhện, 10.000 Anvin là 22.000, với lại thấm sâu một ít nữa nó rơi vào khoảng 25.000. 25.000 này sẽ phun cho 100 chậu các anh chị nhá. Tức là mỗi một chậu nó sẽ mất khoảng 200 đồng. Gần 200 đồng cho một lần phun thuốc và sẽ phòng bệnh được. Và định kỳ nếu như nhiều cây của em thì sẽ phun với liều là khoảng từ 7 đến 10 ngày một lần. Còn ít cây sẽ phun định kỳ là từ 10 cho đến 15 ngày một lần các anh chị nhé. Đấy, vì vậy là combo thuốc này là các anh chị phải chuẩn bị. Đấy, còn khi nào mà khi chúng ta phun phòng rồi mà cái bệnh trĩ nó vẫn xảy ra thì lúc đó sẽ phải dùng cái thằng đặc trị này. Tức là cái gói này em mua về là em chỉ để phòng thôi các anh chị, em không dùng đâu. Em mua về để em dự phòng
khi mà tiêm COVID-19 rồi mà nó vẫn bị COVID-19 thì chúng ta phải dùng cái thuốc đặc trị. Các anh chị thấy chưa? Đấy, em lấy ví dụ thế thì các anh chị dễ hiểu. Tức là phun phòng bọ trĩ rồi mà nó vẫn bị bọ trĩ thì chúng ta phải dùng cái loại đặc trị bọ trĩ này thì chúng ta mới chữa được. Đấy, phun phòng dẹp vảy rồi mà nó vẫn bị thì chúng ta phải gì? Phải dùng cái loại Confidol đặc trị này. Vậy thì cái Confidol với cái Radian này là chúng ta phải mua. Tuy nhiên là không phải chúng ta sẽ dùng thường xuyên, mà chúng ta sẽ dùng để gì? Để khi nào mà cái phòng nó không được nữa thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng cái loại đặc trị này. Đấy. Vậy thì cái bộ combo này nó rất là lèo tèo các anh chị. Tuy nhiên là cái công lực của nó thì cực kỳ mạnh, bởi vì các loại thuốc này em chọn ra trong một mớ hàng nghìn các loại thuốc rồi. Đấy. Và nó có cái phổ diệt sâu bọ rất rộng. Chính vì vậy các anh chị sử dụng nó tiết kiệm, mà hai nó đỡ rất nhiều công lao động các anh chị. Chứ bây giờ mà cứ đi phun thuốc suốt ngày mệt lắm. Đấy, một tháng thì em có thể phun, tức là một chu kỳ hoa 40 ngày với vườn của em là phải phun 4 lần. Và cái vô trừ nhện này nó là dòng sinh học các anh chị. Đấy. Nó không độc. Radian nó cũng là dòng sinh học. Tất nhiên nên là nó hiệu quả của nó thì còn phải phụ thuộc vào cái cách chúng ta phun và cái phối thuốc các anh chị nhé. Vậy thì bắt buộc các anh chị phải có thâm sâu thì hiệu quả chữa trị nó mới cao. Đấy, chúng ta dùng dòng sinh học cho nó an toàn. Đấy, video hôm nay thì em xin chia sẻ cho các anh chị, khi chúng ta phun thuốc phòng bệnh cho cái cây hồng vào mùa hè là các anh chị phải lưu ý cho em là chúng ta sẽ phun như thế. Video hôm nay em xin phép dừng lại ở đây thôi. Các anh chị thấy hữu ích đăng ký hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng biết. Xin chào tất cả các anh chị nha.